Hôm nay Bình Khuyên sẽ chia sẻ đến anh chị em và các bạn cách làm khô gà sả tỏi ớt. Và ở đây là tỏi 40g. Sả này là sả tươi, mình có thể mua trong tất cả các siêu thị đều có hết. Khoảng 25 hoặc là 27g sả. Và ớt thì tùy thích, mình có thể làm nhiều hoặc là ít, ớt cay hoặc là không cay. Ở đây là khoảng 30g. Mình khuyên có ớt không cay. Và đây là ớt cay là có một trái thôi. Và ở đây là gà. Gà mình sẽ mua thịt ức gà hay là lườn gà đó. Và hôm nay mình sẽ làm 1 kg. Đầu tiên mình sẽ đi rửa và sau đó mình sẽ dùng khăn giấy lau cho thật khô nha. Và mình khuyên nói sơ qua về cái phần thịt gà. Thịt gà thì mình nhớ mua cái thịt, cái đáp còn xa ngày. Ví dụ hôm nay là ngày 5 tháng 1 thì mình sẽ mua cái đáp xa xa, tức là ở đây nó 12 tháng 1 nè, là còn 1 tuần nữa thì mới hết hạn sử dụng. Và lưu ý là giống như làm chà bông, thì nếu như mà cái phần thịt mà nó không có tươi đó, mình làm ra nó sẽ nát, nó nát mà nó bột luôn. Do vậy anh chị em và các bạn lưu ý là ở những nơi mình mua được thịt tươi thì dễ, tức là thịt mà không có phải để lạnh đó, thì dễ làm món chà bông cũng như là dễ làm món này hơn. Còn nếu như mình ở những nơi giống như mình khuyên là thịt nè, người ta cho vào lạnh sau khi giết mổ, do đó làm cái món chà bông cũng như là khô nó khó hơn nhiều, có khi nó ra bột nữa đó. Rồi bây giờ thấm khô hết rồi sau đó mình sẽ ướp gia vị nha. Gia vị nêm sẽ gồm có bột nêm, mình có thể sử dụng bột nêm rau củ quả hoặc là bột nêm gà, chicken powder, rồi có bột ngũ vị hương, có nghệ, có bột ớt, paprika nếu có, còn không có thì mình sẽ thay bằng cái dầu màu điều để cho nó có cái màu hơi đỏ đỏ, còn không có nữa thì bỏ qua. Rồi có tiêu, có mật ong, và ngoài ra thì có thêm bột ngọt nếu như nhà mình có ăn bột ngọt. Và nếu như anh chị em và các bạn nào mình ăn nước mắm thì cho nước mắm, còn không thì sẽ cho muối nha. Rồi cho đường, thay vì cho đường thì mình sẽ cho mật ong, nếu không có mật ong thì cho đường nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Phần thịt gà sau khi mà mình rửa sạch, mình để cho ráo, sau đó mình thấm cho khô. Sử dụng cái khăn để làm bếp á, mình lau cho khô. Sau đó thì có thể mình cắt nhỏ ra để cho nó nhanh chín. Mình sẽ xác định cái sứ dọc như thế nào thì mình sẽ cắt ngay cho nhỏ ra để cho nó nhanh chín đó. Như vậy nè, đây là cái sứ dọc. Sớ nào mà dài nhất có thể. Mình đừng để nguyên cái này, mình nấu lâu lắm. Hôm trước mình đã làm cái khô gà mà dạng như khô gà lá chanh. Phần khô gà đó thì Bình Khuyên làm trên chảo. Thì một số chị, một số bạn hỏi Bình Khuyên thì sấy như thế nào, cũng như là nướng, cho vô lò nướng đó, để sấy như thế nào, thì hôm nay mình sẽ làm theo cách sấy. Còn nếu như anh chị em và các bạn không có cái đồ sấy, máy sấy hoặc là không có cái lò nướng, thì sử dụng cách làm trên chảo. Làm trên chảo như Bình Khuyên chia sẻ rồi nha. Nhưng mà hôm nay là mình làm cái khô gà dạng khác. Còn hôm trước mình làm khô gà lá chanh. Thì cái gia vị này, nếu như mình muốn làm trên chảo thì mình xào trên chảo cho khô thôi. 10g cừng mình cắt mỏng ra, cùng với 10g củ hành, củ hành tím cắt 3. Cho vào đây 100g nước hay là 100ml nước. 1/2 tablespoon bột nêm, tức là khoảng 8g. Đây là cái hạt nêm rau củ quả, do vậy nó có cái màu vàng đó. Nên vậy em và các bạn có thể sử dụng cái bột nêm gno, bột nêm gà cũng được. Sau đó thì mình mở bếp lên, mình nấu, rồi cho toàn bộ cái phần củ hành gừng vô. Sau đó thì cho gà vô để nấu cho nó chín. Mình sẽ mở lửa lớn để nấu cho nhanh chín nha.
Đồng thời mình mở lửa lớn mình nấu thì thịt gà nó sẽ không có bị ra nước. Anh chị em và các bạn cũng có thể hấp cái phần thịt gà cũng được, nhưng mà mình nấu như vậy nè để cho nó nhanh và nó vẫn giữ được cái phần nước ngọt của thịt. Mình đừng có chế nước nhiều luộc nha, như vậy nó mất hết cái chất ngọt nó ra ngoài nước đó. Sau khi mình đảo được 3 phút, bây giờ mình đậy nắp lại và mình nấu tiếp tục thêm 5 phút nữa. Và mình nhớ là vẫn nấu ở lửa lớn cho nó không có bị ra nước nha. Sau khi mình nấu được 3 phút rồi, mình sẽ mở nắp ra kiểm tra. Hơi nước lên mịt mù luôn. Mình đảo bên dưới lên để không thôi bị cháy đó. Cái này nó hơi vàng vàng, nhưng mà không sao hết, nó lại càng đẹp hơn và thơm. Không có bị cháy là được rồi. Để lửa nhỏ nha, từ từ, trong vòng khoảng 2 phút hoặc là 3 phút nữa, cho đến khi chín, đó là mình lấy đũa, mình xé ra nè. Mình thấy phần thịt bên trong đó, nó chín là được. Nếu như mà nó không chín, khi mình xé ra như vậy nè, nó dễ bị nát thịt gà. Cái đó nhớ là để cho nó chín nha. Để lửa nhỏ để cho nó rút cái phần gia vị vô, đồng thời là nó chín thịt và nó khô cái phần nước đi. Nhớ thỉnh thoảng mình cũng đảo nha, 2 hoặc là 3 phút nữa. Rồi sau khi mình nấu thêm được 3 phút nữa, mình sử dụng đũa, mình xé ra. Mình nhìn thấy cái phần thịt bên trong trắng rồi và thịt nó dai. Như vậy là được rồi nè. Thì mình tắt lửa và mình chờ nguội. Là mình chờ cho nó còn hơi ấm ấm thôi. Đừng có nguội quá thì mình xé khó. Còn ấm thì mình xé dễ lắm. Thậm chí cũng có thể dùng đũa nè. Mình xé nó nhẹ nhàng bởi vì gà nó mềm đó. Và nó không có bị nát. Khi mình xé mình thấy nó ra sợi sợi mà không có nát á. Là được. Cũng như là mình kiểm tra cái phần gà này nó có tươi hay không. Là mình thấy nó ra sợi sợi như vậy nè. Là gà tươi. Mình tắt lửa, mình chờ cho cái phần thịt gà nó hơi ấm ấm á, thì lúc đó mình xé nó dễ hơn. Hoặc là mình có thể sử dụng tay mình xé, còn không thôi sử dụng đũa cũng được, rất là dễ dàng. Khi mà nó nóng thì dễ xé hơn là nó nguội. Xé đừng có nhuyễn quá, nếu mình xé nhuyễn chút nữa mình ăn nó không có ngon. Đó, xé như vậy nè. Rồi chờ nguội nha, chút xíu nữa dùng đũa xé hết ra. Hoặc mình cũng có thể sử dụng tay mình xé ra, rất là dễ luôn, nhẹ nhàng. Mình xé khoảng 5mm đó, mỗi miếng như vậy. Bởi vì chút nữa mình xấy nó còn nhỏ lại. Dễ chưa? Nhẹ lắm luôn, bởi vì cái này là thịt gà nó mềm, là gà công nghiệp nữa. Anh chị em và các bạn cũng có thể làm với gà ta cũng được luôn, nhưng mà có thể gà ta nó sẽ dai hơn đó. Mình sẽ sử dụng cái máy xay xả tỏi ớt. Máy xay này có 4 lưỡi dao nè. Mình xay hết toàn bộ. Và một tép xả mình sẽ chừa lại để chút xíu nữa mình bào lát mình cho vô sao. Còn một tép xả này mình sẽ cắt nhỏ, xay cùng với tỏi, gừng và ớt nha. Nếu như anh chị em và các bạn không có máy xay thì có thể bầm. Mình cắt lên như vậy, mình xay thì nó nhuyễn hơn. Rồi tỏi, ớt. Thấy nhiều ớt nhưng mà không cay, mình cho một trái ớt cay nha. Anh chị em và các bạn cũng có thể sử dụng ớt khô cũng được. Kiểm tra xem được chưa nha. Và không cần nhuyễn lắm, vừa là được rồi. Giống như là xả tỏi ớt bằm vậy đó. Cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì cho hết toàn bộ hành xả tỏi
cho hết toàn bộ cái vừa xay vô nha. Hạ xuống lửa trung bình để không thôi dễ bị cháy đó. Và mình xào cho thơm lên. Sau đó thì mình sẽ cho cái hỗn hợp gia vị vô luôn. Hạ lửa xuống nhỏ thôi. Một muỗng cà phê bột ớt paprika vuông như vậy, hay là một teaspoon đó. 1/2 muỗng cà phê bột nghệ. Một phần hai muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Mình khuyên sử dụng ngũ vị hương hiệu con nai Vi Anh Cô. 1 muỗng canh nước mắm 10ml. Và nước mắm tùy theo loại nữa. Nếu mà nó mặn là mình đừng có cho nhiều. Đây là nước mắm 40 độ đạm. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Ở bên ngoài người ta cho bột ngọt nhiều lắm luôn đó. Cũng như là bên ngoài người ta bán, người ta sẽ cho rất là nhiều nước mắm, rồi cho rất là nhiều bột ngọt, rất là nhiều đường. Nhưng mà mình không có cho đường mà mình sẽ cho mật ong. Một phẩy năm tablespoon mật ong, tức là khoảng 20ml. Hay là mình đông cái muỗng canh thì mình đông 2 muỗng canh nha. Sau đó mình trộn đều lại, rồi mình cho vào trong gà. Anh chị em và các bạn có thể sau khi cho nêm vào trong gà xong rồi mình nếm lại nữa, mình điều chỉnh gia vị nha. Vét hết gia vị trong nồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở bếp lên lại, lửa trung bình. Trộn toàn bộ gia vị vào đây cho thấm nha. Và đồng thời là mình sẽ bào sả, rồi mình cho vào đây luôn. Để mình làm cho nó cạn cái nước lại thôi. Nếu như anh chị em và các bạn mình không có cái máy sấy thì mình sẽ đảo cho đến khi khô gà nó cạn khô luôn. Còn nếu mình có thì mình đảo một lúc cho nó thấm hết, nó rút hết vào, xong rồi mình cho vô máy sấy mình sấy. Máy sấy hoặc là cho vô lò nướng cũng được hết. Sả mình sử dụng dao hoặc là kéo nè. Mình bào lát nè. Kéo này nó bén lắm như vậy. Mình sử dụng kéo mình bào luôn. Kéo có thể cắt thì có thể bào được. Rồi đảo lên nha. Đảo một lúc khoảng 5-7 phút cho đến khi mình thấy nó rút hết phần gia vị vô. Rồi mình sẽ nếm lại. Mình điều chỉnh cái gia vị cho tùy theo khẩu vị của gia đình mình cho nó hợp nha. Bởi vì là mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Mình cũng có thể bỏ gừng hoặc là lấy gừng cũng được nha. Có thể nêm vào đây thêm 1/2 muỗng cà phê bột nêm nữa. Cho vào đây một chút xíu tiêu. Và mình đảo với lửa trung bình. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái độ mặn, độ ngọt xem nó có vừa chưa nha. Và mình điều chỉnh. Và mình đảo cho đến khi mình nhìn thấy cái gia vị nó rút vô hết rồi nè. Nó ráo như này. Là mình đi sấy. Bây giờ mình sẽ thử một miếng điều chỉnh gia vị. Anh chị em và các bạn lưu ý là nhớ là mình đừng có nêm mặn quá, đừng nêm ngọt quá, bởi vì chút xíu nữa khi mà mình sấy lên đó, cái hơi nước nó bốc ra hết thì cái độ mặn, độ ngọt nó sẽ càng mặn lên thêm hay là ngọt lên thêm. Do vậy mà mình nêm vừa thôi, để chút khô là nó vừa. Rồi nếu như anh chị em và các bạn mình không có máy sấy, bây giờ mình sẽ cứ đảo, thỉnh thoảng mình đảo hoài với lửa nhỏ cho khô. Còn không thì có máy sấy hoặc là có lò nướng thì cho vô.
Với cái máy sấy đó, mình khuyên sẽ sấy ở nhiệt độ của thịt. Thì máy sấy nó có chế độ cài chế độ sẵn cho mình. Rồi với cái lò nướng thì mình sẽ sấy ở 70 độ C. Còn nếu như mà lò của mình không có chế độ 70 độ C, có 100 độ là thấp nhất đó, thì mình sẽ sấy ở 100. Thỉnh thoảng nhớ là mình sẽ đảo qua một lượt đó để cho nó đều. Và bây giờ mình khuyên sẽ cho vô vỉ để mà cho vô máy sấy nha. Cái máy sấy này nó có đến 7 cái tầng luôn, 7 cái vỉ như vậy nè. Do đó mình có thể rải mỏng ra để cho nó nhanh khô, nó khô đều nữa. Mình được 3 vỉ. Và đây là lò sấy. Mình sẽ cho 3 vỉ vô sấy nha. Cá hay là thịt á, mình sẽ chọn một cá hay là thịt. Ở đây mình sẽ thấy máy hiện lên là 78 độ C cho chế độ sấy cá hay là thịt này. Và người ta sẽ để là 10 giờ. Nhưng mà 10 giờ thì lâu quá. Nữ mình sẽ chỉnh lại thời gian lại. Là mình cho nó ngắn lại. Ví dụ như cái này thì mình sẽ để 2 giờ thôi. 2 tiếng đồng hồ. Rồi. 2 tiếng đồng hồ nữa mình quay lại mình kiểm tra xem được chưa nha. Là lúc đó mình quyết định cái thời gian. Bởi vì là có thể mình cần sấy khô cứng hoặc là khô vừa, khô dẻo. Và máy sấy. Và đây là khô gà. Mình khuyên thích nó giòn thành thử ra, sấy cho nó thật khô. Nếu như anh chị em và các bạn thích ăn dẻo dẻo hơn thì mình cũng có thể là mình sấy ngắn thời gian lại nha. Cái này là mình cảm nhận để mình biết được. Và khi mình sấy đó, ngay cái góc của cái lò sấy, cái bóng đèn, nó có thể nó sẽ hơi đen đen hơn những cái chỗ khác. Bởi vì chỗ đó nó nóng đó. Do đó mà khi mình có thể xoay cái vỉ để cho nó không có bị nóng một chỗ nha. Và để gần để anh chị em và các bạn nhìn thấy khô gà xả tơi ớt của mình. Bây giờ mình sẽ cân xem được bao nhiêu nha. Bây giờ mình sẽ cân coi được bao nhiêu nha. Khô giòn. Đó. Giòn như vậy ăn mới ngon. Và cái này mình cũng thử cũng mấy chục gram rồi đó. Sờ, mình thử từ lúc mà sấy cho đến khi xong thì cũng khoảng mấy 30-40 gram rồi đó. Còn là bao nhiêu đây? À, tổng cộng là khoảng 350 gram. Và cộng thêm cái phần mà mình thử từ lúc mà mình làm cho đến cuối á, thì cũng khoảng 40-50 gram gì nữa. Thì tổng cộng nó khoảng là 400 gram nếu như mà mình sấy khô giống mình khuyên đó. Và để qua gần hơn để anh chị em và các bạn nhìn thấy khô gà sấy khô của mình. Khô gà quá ngon luôn, khô gà xả tươi ớt. Mình khuyên chúc ai ai cũng thành công làm thật ngon, ăn thật ngon cho những ngày Tết hoặc là làm để mang biếu tặng. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.